Rồi, nãy giờ mình đã học xong nhóm mono tẹt ben 10 carbon từ hai đơn vị isopren. Bây giờ mình sẽ qua nhóm sắt quy tẹt ben 15 carbon gồm 3 đơn vị isopren ha. Trong sắt quy tẹt ben thì người ta chia làm 3 nhóm nhỏ là sắt quy tẹt ben mạch hở không có oxy. Rồi sắt quy tẹt ben có oxy và sắt quy tẹt ben lacton. Bây giờ mình đi nhóm sắt quy tẹt ben mạch hở không có oxy, sắt quy tẹt ben không có oxy trước. Hai chất này có trong hai loại dược liệu thường được sử dụng trong các món ăn rất là quen thuộc. Đó là gừng và nghệ. Chất thứ nhất là zingiberin. Zingiberin gặp nhiều trong tinh dầu gừng, có vị cay nóng và có mùi vị đặc trưng của gừng. Được sử dụng nhiều trong các món ăn, giúp trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng hơn và nó có tính ấm nóng cho nên thường phối hợp với những cái thực phẩm mà có tính hàn để mà hạn chế tính hàn, ví dụ như thịt vịt hoặc là thịt dê rồi đó. Thì hoặc là chúng ta ăn hàu thì chúng ta sẽ nấu cháo hàu thêm một ít gừng vô để mà nó trấn áp cái tính hàn lại. Bởi vì gừng nó có tính ấm nóng của cái tinh dầu ha. Bên cạnh việc trợ tiêu hóa thì tinh dầu gừng còn có tác dụng là giữ ấm cho đường hô hấp rất là tốt. Ví dụ cái mùa trái gió trở trời này mình bị cảm lạnh á, mình bị ho nhiều thì các bạn có thể xắt một cái lát gừng rồi các bạn uống với nước nóng vào buổi sáng ha. Khi mà mình sử dụng gừng để mà mình trị ho hoặc là trị lạnh bụng á, thì chúng ta nên uống vào buổi sáng, hạn chế uống vào buổi tối bởi vì gừng nó rất là nóng. Nếu mà các bạn uống buổi tối thì có thể là nóng nguyên đêm không ngủ được ha, cả người mình nóng nóng bừng 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 lên vậy đó. Bên cạnh đó gừng còn có tác dụng ngăn ngừa nôn mửa nữa. Ví dụ như mình hay bị say tàu xe, chóng mặt hay nôn khi mà đi tàu đi xe thì mình sẽ ngậm một cái lát gừng ở trong miệng để mà hạn chế cái cảm giác buồn nôn, cảm giác khó chịu do mùi tàu xe gây ra thì tinh dầu gừng nó rất là tốt. Trấn áp tính hàn của nước mía hả? Thử đi, bữa nào làm thử nước mía gừng coi. Coi không chừng tạo ra được một cái đặc sản mới cũng được á. Hôm bữa cô cũng bị sáng cô bị cảm lạnh do nước mía nè. Hôm bữa đó là ở trong bộ môn mà trời nóng thiệt là nóng. Cái thầy Hải á, đi ở ngoài đường vô mua cho mỗi người một ly nước mía mát thì là mát. Rồi ai nấy uống hút một cái rồm hết ly nước mía là tự nhiên cả người cô nó lạnh toát cả người luôn. Giống như là bị cái tính hàn của mía mà nó xâm nhập vô người mình á, tự nhiên cảm thấy lạnh bủng rủng hết trơn luôn á. Phải phải đi nằm nghỉ một xíu. Uống một ít trà gừng vô để mà trấn áp lại ha. Rồi, công thức kế bên á thì nó chỉ khác biệt là nó có thêm nó đôi, nó tạo thành một cái vòng thơm. Thì công thức kế bên này nó là alpha curcumin gặp ở trong tinh dầu nghệ, Thì nghệ nó không có tính ấm nóng nhiều giống như gừng, nhưng mà nếu các bạn dùng nghệ tươi hoặc là nghệ nguyên củ thì đôi khi các bạn dùng nhiều các bạn cũng bị nóng, nóng trong mà bắt đầu nổi mụn. Ví dụ như mình uống cái tinh bột nghệ, mình uống cái bột nghệ nguyên chất á, mình dùng bột nghệ nguyên chất để mà mình điều trị đau dạ dày chẳng hạn, thì đối với một số người cơ địa người ta nóng trong á thì người ta không chịu được bởi vì nó cũng có cái phần tinh dầu ấm nóng có trong nghệ. Thì để mà giảm bớt cái thành phần tinh dầu có trong nghệ, người ta mới sơ chế tạo ra cái dạng gọi là tinh bột nghệ. Thì nó giảm bớt cái chất cay, giảm bớt cái chất nóng từ tinh dầu có trong cái nghệ. Thì thành những cái dạng tinh bột nghệ, cái màu vàng nó nhạt hơn một xíu, uống dùng để điều trị loét dạ dày rồi đó. Thì ưu điểm là nó bớt tính nóng, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm của tinh bột nghệ là do cái quá trình mình tinh chế á, thì cái curcumin, cái chất mà có tác dụng trị loét á, nó bị mất đi, nó bị giảm đi một ít. Nhưng mà nếu mà ai bị nóng trong thì không thể nào dùng nghệ nguyên chất được.
Bởi vì nó hơi bị ấm nóng quá cho nên người ta sẽ chuyển qua dùng tinh bột nghệ. Còn nếu bạn nào mà dùng được nghệ nguyên chất thì nó tốt hơn ha, nó tốt hơn, nó có nhiều cái thành phần có tác dụng trên cơ thể hơn. Và ví dụ như phụ nữ sao xanh á, phụ nữ sao xanh người ta cũng bị lạnh, người ta bị mệt trong người, yếu trong người á, thì cũng hay được nấu những cái món có nghệ như là gà kho nghệ hoặc là nghệ nấu trong cái nồi cơm điện luôn, để được những cái củ nghệ hấp chín đó đó rồi ăn kèm với cơm để mà điều trị những cái bệnh liên quan tới tử cung sao sinh, với lại kết hợp là làm đẹp da và hỗ trợ đường tiêu hóa cho phụ nữ sao xanh. Nghệ nó rất là tốt, nghệ trị sẹo là hết sảy luôn á, nhưng mà có điều là nó cái màu vàng của nó ám trên người, trên quần áo hơi khó chịu ha. Ở nhà bạn có thể tự làm cái dầu dừa nghệ để mà bạn xịt trị mụn hoặc là trị sẹo, trị phỏng đâu đó. Bạn lấy nghệ bạn xào với dầu dừa là nó sẽ ra cái cục cumin thành một cái màu vàng cam rất là đẹp luôn. Sau đó bạn đóng vô một cái hũ nhỏ, bạn bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh là cái dầu dừa nó sẽ đặc lại. Sau đó mỗi lần mình bị nổi mụn thì đó mình quẹt miếng kem nghệ đó mình xức lên mặt là ok. Thế là các bạn đã có mỹ phẩm nhà làm, an toàn tự nhiên và không chất bảo quản đó. Hoặc là bạn làm nghệ ngâm với rượu á, bạn ngâm cái đó thì phải ít nhất là 1 tháng mình thì mới sử dụng sắc nghệ, hoặc là đập dập cái củ nghệ ra rồi bạn cho một ít rượu vô bạn ngâm. Qua 1 tháng sau là bạn sử dụng, dùng cho phụ nữ sao xanh mà bị rạn da bụng đâu đó, bị thâm nám các vùng da nhạy cảm như là ở vùng cánh gà, vùng cổ đâu đó, thì mình ta lấy cái hỗn hợp cồn nghệ đó đó mình xức lên rồi mình tắm thì nó vừa ấm người mà nó vừa giảm những cái vết thâm nám sao xanh. Tiếp theo mình qua nhóm vẫn là xét quy tẹt ben ha, mà nó đóng vòng lại, nó không phải là dạng mạch hở nữa, đóng vòng lại. Bạn nhìn đếm thử coi cái vòng này là vòng mấy cạnh nè. Vòng 7 cạnh. Vòng này và gắn chung một cái vòng 5 cạnh kế bên thì cấu trúc này được gọi là các hợp chất azulen. Azulen đặc trưng có trong các cây họ cúc Asteraceae ha, Gemazulen, tinh dầu hoa cúc á, cúc La Mã rồi đó. Các bạn có nghe cái Gemazulen từ tinh dầu cúc La Mã, người ta hay dùng trong mỹ phẩm á ha. Trong những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm của những cái công ty nổi tiếng, người ta có dùng, người ta thường chế ra một cái dòng sản phẩm từ cúc La Mã, cây hay là cúc họa mi nhỏ nhỏ màu trắng á. Azulen thì nó là một cái loại tinh dầu có tính chất đặc biệt. Thường tinh dầu nó sẽ không màu hoặc là có màu vàng nhạt, nhưng mà đối với cái hợp chất azulen thì nó tạo nên cái màu xanh mực, cái màu đặc trưng của cái tinh dầu trong nhóm hợp chất này. Tiếp theo mình qua cái cấu trúc là xét quy tẹt ben lacton, tức là trong cấu trúc của nó có nhóm este nội phân tử, giống bài cumarin á, este nội phân tử ha, mình gọi là vòng lacton, xét quy tẹt ben lacton. Thì những cái chất trong nhóm này được gọi là tinh dầu không chính danh, tinh dầu không chính danh. Vì sao? Nếu mà là tinh dầu chính danh á thì nó phải có đầy đủ những cái tính chất theo định nghĩa là có khả năng bay hơi, cất kéo được bằng phương pháp lôi cuốn theo hơi nước, thì những chất trong nhóm này, nhóm xét quy tẹt ben lacton, thì nó là những cái tinh dầu không có khả năng bay hơi ở nhiệt độ thường, không bay hơi ở nhiệt độ thường và không chiết được bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước, cho nên không được coi là tinh dầu chính danh. Đây thì chúng ta học đại diện đó là actemisinin. Actemisinin là một chất có trong cây thanh hao hoa vàng. Đây là thuốc trị sốt rét, chắc các bạn được biết rồi chứ nhỉ?
Artemisinin, thuốc trị sốt rét, được chiết xuất từ cây thanh hao hoa vàng. Nó là một cấu tử thuộc nhóm tinh dầu, nhưng mà không chính danh ha. Xét quy tạc ben lacton. Rồi, vừa rồi là mình đi xong cái nhóm xét quy tạc ben. Bây giờ mình qua nhóm thứ ba, đó là các cấu tử tinh dầu có nhân thơm, có nhân thơm ha. Rồi, có nhân thơm thứ nhất, mình thấy cái cấu trúc của nó có dạng trans nè. Thì mình nhớ nó là trans-aniton, là một chất có trong dược liệu nào đây? Bạn biết dược liệu này là gì không? Có trong mấy nồi nước lèo, đúng rồi, hay dùng nấu phở, nấu bún bò rồi đó. Nó là hồi, hay chính xác hơn nó là đại hồi, đại hồi. Còn được gọi là tai vị hay là bát giác hồi hương, mùi rất là thơm. Hay có trong hay sử dụng làm hương liệu trong các loại, trong các món ăn. Tiếp theo các bạn thấy vòng thơm mà có nhóm aldehyde ha, nhóm aldehyde thì chúng ta nhớ đó là aldehyde cinnamic, có trong đâu đây các bạn? Dược liệu gì đây? Chính xác, nó là quế. Quế, tinh dầu hồi và tinh dầu quế nó có đặc điểm đặc biệt, đó là nó có vị ngọt, có vị ngọt. Thường thì tinh dầu có vị cay, ví dụ như là tinh dầu bạc hà rồi đó, hoặc là có vị cay nóng như là tinh dầu gừng, hoặc là cay mát như tinh dầu bạc hà. Còn tinh dầu quế, tinh dầu hồi thì nó lại có vị ngọt, đó là điểm đặc biệt của nó. Đây là vỏ quế thì mình gọi là nhục quế, còn nếu mà mình dùng cái thân thân cành á thì mình gọi là quế chi. Tiếp theo, mình nhìn theo cấu trúc này, nó có cái vòng thơm rồi OH gắn trên vòng thơm, mình gọi là nhóm phenol nè. Thì đây là cái cấu trúc đặc biệt của eugenol, có trong đinh hương. Đinh hương ha, đinh hương là cái nụ hoa hình cái đinh, có mùi thơm nên được gọi là đinh hương. Eugenol được dùng nhiều trong được dùng nhiều để sát trùng răng miệng mấy bạn. Ví dụ như mấy bạn vô phòng nha là bạn nghe một cái mùi thanh thanh nhưng mà nó xộc vô trong lỗ mũi của mình, cảm giác là nó rất là sát khuẩn luôn đó. Đó là cái mùi của eugenol. Cảm giác là tê tê cái răng của mình liền, mỗi lần vô phòng nha là có cảm giác lạnh lạnh người và tê răng liền, đúng không? Đó là cái mùi của eugenol. Khi nào các bạn học thực hành tại trường á, chúng ta sẽ có học những cái dược liệu khô này, thì các bạn bóc một nắm đinh hương lên, các bạn hít một hơi thật là sâu là bạn sẽ cảm nhận được cái mùi nha khoa liền, mùi eugenol. Ngoài những cái chất nãy giờ mình giới thiệu là những chất có cái vòng thơm, thì còn nhiều cái dẫn chất khác cũng có nhiều ứng dụng, ví dụ như là thymol từ tinh dầu cây men rượu, cạc-va-ron là tinh dầu có trong húng chanh, cây nhân trần, vanillin là được chiết từ cây vanillin, thường được sử dụng trong thực phẩm ha. Rồi chavicon là tinh dầu có trong cây húng quế hoặc là cây thổ hoắc hương. Rồi, vậy thì mình quay lại mình làm câu hỏi. Chất số 1 là gì mấy bạn?
Chan Anethon, đúng rồi. Chất số 2. Anh để hết ceramic, đúng rồi, chất số 3. Eugenon, đúng rồi. Câu số 18, đây là cấu trúc của allicin, là một cái cấu tử tinh dầu mà có cầu nối đi sunfua, hai lưu huỳnh nối với nhau, tạo nên một cái mùi vị rất là đặc trưng cho tinh dầu, tạo nên cái mùi hơi hắc cho cái tinh dầu này. Một số người thì nó thơm nhưng một số người thì nó thấy rằng cái mùi này hơi khó chịu. Và do nó có cầu nối đi sunfua cho nên nó có tính kháng khuẩn rất là mạnh. Bạn biết là có trong tinh dầu gì hay không? Allicin khá là quen nè. Tinh dầu gì các bạn? À, đúng rồi, tinh dầu tỏi. Sử dụng một tép tỏi mỗi ngày là giúp các bạn sát khuẩn đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa rất là tốt. Đặc biệt trong tỏi tươi thì sẽ có nhiều tinh dầu hơn là những cái dạng tỏi chúng ta đã chế biến. Mỗi sáng thức dậy là cô đều làm một ly tỏi mật gừng với bạn, phối hợp giữa tỏi nè, mật ong với lại gừng. Tỏi là để sát khuẩn nè, gừng là giữ ấm đường hô hấp, nhưng mà hai cái đó hơi khó uống cho nên thêm một ít mật ong vô, ngọt ngọt dễ uống hơn. Còn mỗi sáng mấy bạn thức dậy mấy bạn thường làm gì? Bạn có tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chưa? Chắc cũng có bổ sung vitamin C rồi đúng không? Chế biến các món ăn có nhiều tỏi, uống nước ấm, giữ ấm đường hô hấp. Giờ cô đang giảng bài mà cô còn phải ăn kèm cái vỏ bưởi nè, vỏ bưởi mà được ngào đường rồi đó. Vỏ màu xanh á, cái mình cắt ra rồi mình ngào với đường. Tại vì hôm nay giảng bài nhiều là cũng bị đau họng nhẹ 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 nhẹ, sợ Covid lắm cho nên là phải đắp dược liệu, đắp này đắp kia vô người liên tục vậy đó. Em thì thiếu thốn à. Thôi giờ không dám mua trà sữa, giờ không dám mua đồ ăn ngoài nữa mấy bạn ơi. Cái chất kế bên allicin nó là một chất mà có chứa nitơ trong công thức của nó ha, metil hay được gọi tắt là MA, có nhiều trong tinh dầu nho và người ta sử dụng MA trong cái kỹ nghệ thực phẩm với lại rượu khá là nhiều, tạo nên cái mùi vị giống như là mùi của nho. Cho vô bánh kẹo, nước ngọt, xin gum, thuốc lá đồ đó mà mình sử dụng mà mình thấy cái mùi của nó giống như là mùi nho thì đó là không phải người ta cho tinh dầu nho nguyên chất đâu, người ta thường sử dụng cái MA này thôi. Trà sữa gần đây nhất mà các bạn được uống là bao lâu rồi? Vì 3 tháng rồi ở cung cách đây chắc chừng 2 tuần à. Tự pha. Chắc ngày mai thành phố lockdown quá à. Lockdown 10 ngày hay 2 tuần rồi đó. Bây giờ mình cùng nhìn lại các công thức nha mấy bạn. Cùng nhìn lại thôi, chưa phải bài tập nha. Bài tập là cô có up trên hệ thống á. Mấy bạn tự đao cái đó về làm. Đúng rồi, cô cũng nghĩ là đợi xong thi trung học phổ thông. Ngày mai là có thông báo. Thủ tướng mới lên gửi gắm nữa kìa. Hai, chất số 1 tên là gì?
Mạch hở có oxy, có nhóm OH, không có nối đôi ở đây. Đúng rồi. Citronellon. Rồi, chất số 2. Chất nào mà có 3 carbon bất đối nè các bạn? Ừ, đúng rồi, menthol. Chất số 3. Có nhóm ete nè. Nhóm ete, cầu nối 18. Rồi, 18 xineon, đúng rồi. Tiếp tục. Chất số 4. Có vòng lacton nè các bạn. Artemisinin, đúng rồi. Chất số 5. OH ancol bậc 3 gắn ở vị trí số 4. Tetbinen 4 on, đúng rồi, một chất có tác dụng lông đờm. Câu số 6, đây có cái cặp mắt kiến ha. Cầu nối peroxit. Rồi, ascaridon, đúng rồi. Chất số 7. Mạch hở có oxy, nhóm này là nhóm CHO đó. Mà mình viết tắt nó như thế. Dạng cis. Neran, đúng rồi. Câu số 8. Có nhân thơm dạng trans.
Transanethol ha, mình phải nhìn cái vòng thơm trước, mình định hình nó. Câu số 9, hai vòng có nhóm ceton. Camphor ha. Câu số 10. Vòng thơm có nhóm aldehyde. Aldehyde cinnamic ha. Số 11. Một vòng không có oxy. Limonen, đúng rồi. Hai vòng có nói đôi ở trong vòng. Alpha-linen số 13 có OH phenol nè mấy bạn. Vòng thơm có OH phenol là chất nào? Xenon rồi. Tiếp theo, mấy bạn đọc và làm cho cô câu 19, 20, 21, 22, 23. Rồi mấy bạn làm lại cái đi rồi cô sửa liền ha.
Rồi mấy bạn tra ra chưa? Tinh dầu tồn tại dạng rắn ở điều kiện thường là tinh dầu gì? Bình thường là tinh dầu, đa số tinh dầu là ở dạng lỏng ha, đa số là dạng lỏng hết. Nhưng mà có một số tinh dầu đặc biệt nó tồn tại dạng rắn ở điều kiện thường. Đúng rồi, đó là tinh dầu menthol, bột neon, camphor, vanillin. Nó có thể kết tinh ở điều kiện thường. Câu số 20. Bình thường là tinh dầu có không màu hoặc có màu vàng nhạt. Để lâu trong không khí thì đôi khi mình mua một cái lọ tinh dầu về mình để lâu thì mình thấy nó chuyển sang màu vàng sậm hơn. Đó là do nó bị oxy hóa. Đó là bình thường. Nhưng có tinh dầu đặc biệt có màu xanh mực là tinh dầu nào? Tinh dầu nào có màu xanh mực? Những cái tinh dầu thuộc nhóm hợp chất azulen có trong họ cúc á, thì nó có màu xanh mực. Còn tinh dầu nào có màu nâu sẫm? Các bạn thấy trên mạng giới thiệu hoài đó, nó bán cái nước quế lao sàn có màu nâu đó ha, tinh dầu quế và tinh dầu hương nhu có màu nâu sẫm. À, sorry mấy bạn. Tinh dầu nào có mùi hắc? Thường thì tinh dầu là có mùi thơm, nhưng mà có một cái tinh dầu có mùi hắc khó chịu mà nãy giờ mình cũng nói khá nhiều. Đó là ascaridon có trong tinh dầu giun ha, tinh dầu giun hay còn gọi là cây kinh giới đất dùng để trị giun. Tinh dầu nào có vị ngọt? Thường thì tinh dầu có vị cay, cay mát hoặc là cay nóng. Còn tinh dầu có vị ngọt có giới thiệu cho các bạn luôn rồi. Đó là tinh dầu quế với lại tinh dầu hồi ha, quế với hồi. Tinh dầu thường thì nhẹ hơn nước, thường đa số tinh dầu đều nhẹ hơn nước nổi lên phía trên. Nhưng một số tinh dầu nó sẽ nặng hơn nước, nằm ở dưới. À, có tỷ trọng lớn hơn một. Đó là tinh dầu gì? Quế, đinh hương, hương nhu, đúng chưa? Rồi. À, thường những cái tinh dầu nhẹ hơn nước mình gọi là tinh dầu nhẹ mát. Khi bạn dùng vô trong cơ thể mình á là bạn thấy nó mát rượi thôi, là nó đi lên, nó sẽ tác dụng chủ yếu trên đường hô hấp. Ví dụ như là tinh dầu bạc hà nè, tinh dầu tràm nè. Còn những cái tinh dầu mà khi mình sử dụng vô cơ thể mình thấy nó cay, nó nóng, nó gọi là tinh dầu nóng nồng, thì nó sẽ đi xuống phía dưới, gọi là tinh dầu nặng á, nó sẽ
cho tác dụng trên đường tiêu hóa, ví dụ như là quế, đinh hương, gừng rồi đó, thì nó gọi là nặng, nồng, nóng. Còn đối với những thằng nhẹ, cay, mát là sẽ đi lên trên. Vậy đa số những cái tinh dầu trong ngũ vị hương á, thường là nó là nặng hơn nước nha. Bạn biết bột ngũ vị hương thì gồm những cái tinh dầu gì không? À, ngũ vị hương là có quế, đại hồi, đinh hương, sa nhân, thảo quả. Quế, đại hồi, đinh hương, sa nhân, thảo quả. Phối trộn lại thì chúng ta được bột ngũ vị hương đó. À, tiếp theo, nhựa là gì? À, nhựa là tinh dầu bị oxy hóa hoặc trùng hợp hóa lại thành một cái dạng rắn, dạng cứng thì gọi là nhựa. Nhựa là tinh dầu bị oxy hóa, trùng hợp hóa, tạo thành một khối cứng chắc, gọi là nhựa. Ví dụ như nhựa thông rồi đó, khi đốt lên thì nó sẽ có mùi thơm, giống như là tinh dầu. Và bản chất của nhựa ở đây là các terpenoid, terpenoid. Hồi bữa trước mình có học, lúc mà mình học bài carbohydrate á, mình có phân biệt gơm với lại nhựa. Gơm chất nhầy, thí dụ như mũ trơm với lại nhựa đó, thì nó cũng đều là thân cây tiết ra. Nhưng mà gơm á, khi bỏ vô nước thì nó trương nở lên, trương nở lên giống như hạt é chất nhầy rồi đó. Còn nhựa thì bỏ vô nước nó không trương nở, không trương nở, nó không tan trong nước, nó là terpenoid, nó không tan. Khi đốt lên thì gơm nó không có mùi thơm, nhưng mà nhựa đốt lên nó sẽ có mùi thơm giống như tinh dầu. Rồi, phần tính chất lý hóa khác, hàm lượng tinh dầu trong cây thường là thấp, từ 0,1 đến 2%, nên khi mình chiết tinh dầu ra thì mình bán cái giá trị nó hơi cao, bởi vì từ 1 kg dược liệu thì chúng ta chỉ thu được khoảng 1 đến 2 gam tinh dầu, 10 đến 20 gam tinh dầu thôi, nó khá là ít. Riêng đại hồi với đinh hương á, thì hàm lượng nó tương đối cao hơn ha, đinh hương có thể lên tới 20%. Thành phần tinh dầu trong một cây, trong các bộ phận khác nhau trong cùng một cây thường thì giống nhau. Thí dụ như là cây quế cassia thì trong lá với lại trong vỏ thân nó đều có cái thành phần chính là anhydride cinnamic. Nhưng trong cái loại quế zelanicum thì nó lại khác nhau. Trong vỏ thân thì có anhydride cinnamic, nhưng mà trong lá thì nó lại có eugenol. Nó có thể khác biệt cái thành phần tinh dầu trong các bộ phận khác nhau của cây. Phân bố thực vật, các bạn nhìn vào hình và cho cô biết tinh dầu thường gặp ở những cái họ thực vật nào. Đây mình có 5 họ, đố các bạn biết là họ gì. Họ gì nhìn vô đó không biết họ gì hết hả? Họ gừng Zingiberaceae, các bạn phải học lại tên khoa học nha. Zingiberaceae. Rồi họ gì nữa? À, họ hồ tiêu Piperaceae. Họ gì nữa? À, họ Lamiaceae, họ hoa môi nè. Lamiaceae. Họ gì? Ở giữa là họ gì? Quen muốn chết. Không nhớ em mới đó.
Họ cam là gì? Ru tác C. Họ cam chanh nè, ru tác C. Cây tràm. Họ sim, mi tác C. Xem lại ha, xem lại tên họ thực vật. Nó thường tập trung vào những cái họ này. Thì còn nhiều họ khác cũng có nữa ha. Động vật thì cũng có một số động vật có chứa tinh dầu. Đầu buổi mình giới thiệu rồi, con cạc cuốn nè, con bọ xít rất là hôi nè, rồi con hươu xạ. Bộ phận chứa tinh dầu, tinh dầu thì nó tùy cây, nó sẽ chứa những cái bộ phận khác nhau trên cây, ví dụ như trong cánh hoa như ở hoa hồng, trong nụ hoa như là hoa đinh hương, trong quả thảo quả, trong lá lá tràm, lá bạch đàn. Rồi, trong vỏ thân như là quế, trong thân rễ như là gừng, trong vỏ quả ngoài như là họ cam. Rồi đóng lại thành khối nhựa như là nhựa thông, hoặc là ở trong thân cây giống như là quế chi rồi đó thì nó cũng có chứa tinh dầu. À, tiếp theo các bạn đọc trong tài liệu và cho biết dược liệu nào dự trữ tinh dầu trong tế bào tiết ở biểu bì cánh hoa. Nếu nó dự trữ trong tế bào tiết, mà tế bào tiết ở biểu bì thì chúng ta dễ dàng thu hái được cái tinh dầu đó ha. Chúng ta dùng phương pháp ướp thôi, ướp cánh hoa để chúng ta thu được tinh dầu. Đúng rồi, đó là gặp ở hoa hồng. Bữa sau mình học chiết xuất mình sẽ học tới phương pháp ướp. Rồi, dược liệu nào dự trữ tinh dầu trong long tiết? À, đúng rồi, bạc hà hương nhu, đó là họ Lamiaceae nói chung. Lamiaceae thì dự trữ tinh dầu trong long tiết, thường nó sẽ tập trung ở mặt dưới của lá. Mặt dưới của lá, các bạn rờ vô lá, vuốt nhẹ ở cái mặt dưới lá, ngửi mùi được mùi tinh dầu rất là rõ. Cho nên là những cái cây thuộc họ Lamiaceae thường bạn thấy nó có rất nhiều lông ha, nó vừa có lông che chở vừa có lông tiết chứa tinh dầu. Tiếp theo họ sim mi tác C thì dự trữ tinh dầu ở bộ phận nào? Đúng rồi, túi tiết. Còn tiểu hồi thuộc họ hoa tán Abiaceae thường sẽ dự trữ tinh dầu ở đâu? À, ống tiết. Đối với những cây mà dự trữ tinh dầu trong túi tiết hoặc ống tiết nằm sâu trong nằm sâu trong cái cấu tạo thực vật thì chúng ta phải chia nhỏ cái dược liệu đó ra, chúng ta xay nhuyễn dược liệu ra thì chúng ta mới chiết được tinh bột ha. Hoặc quế với lông não á, tế bào tiết nhưng mà không nằm ở biểu bì giống như hoa hồng mà nó lại nằm sâu trong các mô thì chúng ta cũng phải chia nhỏ dược liệu ra thì chúng ta mới có thể chiết được tinh dầu. Đây là hình ảnh của lông che chở với lại lông tiết. Lông tiết là có cái đầu tròn để chứa tinh dầu, còn lông che chở là nó nhọn lên để nó bảo vệ cái cây ha. Rồi bây giờ bài tập lượng là các bạn lên hệ thống LCMS, các bạn đã xuống đao cái file Word á, rồi các bạn làm bài